tập 1172, P2 làm sạch giày. Xin đang nằm dài ra xem action comment thì mẹ Mise lôi đôi giày bẩn ra bảo cu cậu đi giặt. Thấy Xin vẫn nằm ì ra nên mẹ đành phải xài đến vũ khí bí mật. Đúng lúc hoạt hình chiếu tới đoạn Mỹ Miko bị quái vật làm bẩn giày nên đã cầu cứu action comment. Lập tức action comment lao tới, dùng bột giặt action làm chiếc giày sáng bóng trong tích tắc. Xin thấy bột giặt này thật đỉnh nên muốn có một hộp. Vừa quay lại thì thấy một hộp bột giặt action sẵn trên bàn. Vậy là cu cậu phấn khởi hứa sẽ dùng nó tạo nên sức mạnh để giặt mọi thứ sạch tinh tươm. Mẹ nhân cơ hội bảo Xin đi giặt đôi giày bẩn của mình. Vậy là cu cậu hí hửng đi ngay, còn mẹ Mise thì mừng như được mùa vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Mẹ Mise sau khi đọc hướng dẫn thì múc một thìa bột giặt định bỏ vào thau nước nhưng Xin dãy lên đòi tự tay mình làm thử. Vậy là cu cậu dùng sức mạnh hất thìa bột giặt vào, sau đó mẹ Mise đi vào để Xin tự giặt. Xin hí hửng cầm đôi giày nhảy mấy vòng rồi ném nó vào thau nước đã pha bột giặt rồi tiếp tục hát hò chờ nó tự sạch mà chẳng chịu giặt gì cả. Mãi chả thấy nó sạch nên Xin than thở với mẹ. Mẹ liền lấy bàn chải hướng dẫn cu cậu chà chà vào giày để làm sạch giày. Nhưng Xin lại chả treo là trong phim action chẳng làm như vậy. Mẹ giải thích rằng đó chỉ là trên quảng cáo thôi. Rồi mẹ vào trong bắt Xin tự chà một mình. Cu cậu chà mãi mà chẳng thấy xong. Lúc này Xin mới phát hiện ra là đã bị mẹ lừa. Đúng lúc nghe giọng Ma Sao hát hò ngoài cửa, Xin cũng đứng dậy hát theo. Nghe tiếng Xin, Ma Sao lại chạy vào. Thấy hộp bột giặt action Kamen thì Ma Sao thích lắm. Cậu đề nghị Xin cho giặt thử giày của Xin với bột giặt. Xin giả bộ chảnh chọe không đồng ý. Cu cậu để Ma Sao năn nỉ một lúc thì mới chịu cho Ma Sao giặt. Chỉ với một vài đường cơ bản, chiếc giày đã trở nên sáng bóng dưới tay của Ma Sao. Xin nhìn thấy mà lắc cả mắt, rồi đưa chiếc giày còn lại cho Ma Sao giặt luôn. Ma Sao lại ra tay chà chà một xíu, vậy là đã có một đôi giày sạch y như mới làm Xin bất ngờ lắm. Cu cậu còn khuyên Ma Sao hành nghề giặt giày để kiếm sống, được khen quá nên Ma Sao ngại đỏ cả mặt. Cậu bạn thấy giặt giày là một việc rất thú vị, Xin nghe vậy liền chạy vào lấy một đôi giày dính đầy bùn ra nhờ Ma Sao giặt tiếp. Vậy là Ma Sao bắt đầu công cuộc giặt giày, đầu tiên cần xịt sạch bùn đất, sau đó cho vào thau ngâm với bột giặt action Kamen, rồi chà với tốc độ ánh sáng, ten 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 ten. Vậy là đã có một đôi giày sáng bóng rồi, Xin thấy Ma Sao thật đỉnh. Cu cậu lại đưa ra một đôi giày siêu bẩn làm Ma Sao muốn gục ngã, thì ra đây là đôi giày nhiều năm không sử dụng của bố Hiroshi. Ma Sao thấy nên vứt nó đi thì hơn, nhưng Xin lại cà khịa một thiên tài trà giày như Ma Sao mà không làm được thì thật quả là đáng tiếc. Vậy là Ma Sao nổi điên lên quyết định sẽ giặt sạch nó. Cậu bạn đổ bột giặt action vào nước rồi ném đôi giày vào ngâm. Một lúc sau nước chuyển sang đục ngầu làm Ma Sao sợ hãi, vậy là Xin đổ nguyên hộp bột giặt vào rồi dùng bàn chải khuấy mạnh làm bong bóng nổi lên che hết hai người luôn. Mẹ Mise lúc này mở cửa ra kiểm tra Xin giặt tới đâu thì hết hồn khi một mớ bong bóng tràn hết vào nhà, còn Ma Sao và Xin thì bất lực đứng nhìn đám bong bóng bốc lên. Mẹ Mise mò mãi cuối cùng cũng ra tới chỗ Xin và Ma Sao, mẹ điên tiết định cho Xin một trận nhưng Ma Sao lại chạy đến xin lỗi. Xin nhanh trí đổ hết lỗi lên đầu Ma Sao, mẹ Mise thấy nghi ngờ lắm nhưng nhìn điệu cười giả chân của Xin là biết ai đã làm ra mớ bong bóng này rồi. Vậy là mẹ cho Xin luôn một trưởng làm Ma Sao cũng phải câm nín. Tập 1054, P1 phá vỡ cơ bụng của bố. Mẹ Mise méo hết cả mặt vì bố lôi ra mấy mớ đồ tập thể dục mẹ mua rồi để đấy. Theo bố vì đã mua rồi nên mẹ nên sử dụng có hiệu quả nhất, nhưng mẹ thấy đó là điều rất khó. Mẹ đúng là phí của trời, rồi bố lấy một món đồ thử tập nó. Mẹ thấy bố dùng mấy thứ này thì tốt hơn, vì nó sẽ làm bụng mỡ của bố trở nên săn chắc. Bố nghe vậy thì cay lắm, mẹ lại còn nói giọng thách thức làm bố điên lên, quyết tâm tập luyện cho mẹ lắc mắt ra. Đã vậy Xin còn đu mông, vậy là bố cay cú quyết tâm phải có thân hình 6 múi cho phải trầm trồ. Rồi mẹ sẽ phải phục bố sát đất cho mà xem, vậy là bố lên đồ bắt tay vào tập luyện ngay. Thấy Xin cứ nhảy như con hải cẩu với quả banh, bố thật kỳ cục nên trổ tài cho Xin xem. Vừa ngồi lên bố đã thấy mình có khả năng cân bằng rất tốt. Xin lại cà khịa bố nên cân bằng giữa gia đình và công việc nữa làm bố điên lên rồi mất tập trung mà té sấp mặt luôn. Tiếp đến bố thử con máy cưỡi ngựa này, Xin thấy thích quá cũng leo lên tập thử cùng bố, kết quả là hai bố con té nhào ra vì bố ăn liên hoàn mông của Xin. Tiếp theo là bánh lăn này, theo hướng dẫn thì người mới tập nên làm quen nó với tư thế quỳ, bố làm theo thì thấy nó hơi khó nhằn. Đã vậy Xin còn trèo lên cổ của Vũ nên được một lúc thì bố gục ngã. Mẹ dưới nhà nghe tiếng hét thất thanh của bố cứ ngỡ là hai bố con đang tập luyện chăm chỉ lắm nên lên xem thử, nhưng mà tình hình này mẹ khuyên bố nên từ bỏ sớm thì tốt hơn. Bố lại tiếp tập luyện cho mẹ lắc mắt ra nhưng mà có vẻ đời không như là mơ.
Tối hôm sau, bố vừa đi làm về chưa tắm rửa hay ăn tối mà đã lên gác tập luyện. Mẹ thấy vậy liền thay đổi suy nghĩ, có vẻ bố rất quyết tâm đó. Và rồi bố tập luyện dưới sự giám sát của Shin. Đến tối khuya, hai bố con kết thúc buổi tập để đi tắm, vừa cởi áo ra. Bố cảm thấy cơ bụng mình có vẻ săn chắc hơn trước, mặc dù mới tập luyện được 2 buổi, Shin thấy mình cũng rất vất vả luyện tập. Nên giờ là lúc kiểm tra kết quả, cu cậu liền cởi áo ra khoe bố mới đường cơ mà mình đã vẽ lên. Bố thấy chuyện này thật xàm xí. Thấy hai bố con tâm sự mãi không xuống làm, mẹ Mise một mình dưới nhà buồn quá nên mò tủ lạnh kiếm gì ăn. Nhưng nhìn thấy lon bia, mẹ đã nãy ra một âm mưu, đó là dụ bố uống bia để làm bụng bố phệ ra. Mẹ cảm thấy hơi áy náy nhưng mà muốn bố thua thì chỉ còn cách này thôi. Bố vừa tắm xong thì mẹ đưa bia ra mời bố uống, nhưng bố có vẻ tỉnh táo. Bố quyết định không uống bia mà thay vào đó là sữa đậu nành. Mẹ nghe vậy mà hết hồn luôn. Sáng hôm sau bố vừa đi làm thì mẹ lên lầu tập luyện vì không muốn để thua bố. Mẹ cũng muốn có một vòng eo thon thả để ba bố con Shin phải tôn thờ. Mới nghĩ thôi mà đã thấy phê rồi. Rồi mẹ lao vào tập luyện nhưng lại bị Shin trèo lên người phá đám. Cu cậu cứ đứng trên lưng để làm động lực cho mẹ. Và rồi cuộc chiến tập luyện của bố mẹ cứ diễn ra với sự phối hợp của Shin. Ngày qua ngày cả hai vẫn miệt mài luyện tập cho đến mệt nhoài, trải qua bao ngày khó khăn. Cuối cùng ngày kiểm tra kết quả đã đến, bị mẹ cà khịa nên bố lấy hết tự tin cởi áo ra. Nhưng hình như có gì đó sai sai, cơ bụng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy một chiếc eo con kiến. Mẹ cũng vạch áo ra kiểm tra, eo đâu không thấy mà cơ nổi khắp bụng. Vậy là sau quá trình tập luyện thì eo và cơ đã có nhưng mà chỉ có ở sai vị trí thôi. Bố thấy hơi nghịch lý nhưng mà thôi, dù sao cả hai cũng đã làm được. Nên bố quyết định tối nay sẽ ăn thịt nướng để chúc mừng. Mẹ thấy cũng hợp lý, vậy là hai ông bà phá lên cười trừ, còn Shin thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà không sao, miễn là gia đình Nohara luôn vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tám sáu tám đó là một hồ bơi. Mẹ đưa Hima và Shin đến một lớp học bơi cho bé vì đã xem được quảng cáo lớp học này trên một tạp chí. Người hướng dẫn giới thiệu tên mình là Aim, tất cả mọi người đều có vẻ phấn khích trước nhan sắc của thầy. Trợ lý lớp học xuất hiện giới thiệu mình là Satsuo. Mẹ thấy nóng trước người trợ lý hấp dẫn này nhưng Hima có vẻ không thích Satsuo lắm. Hima đang sợ nước, nhìn thấy chú Aim thì thích thú liền lao tới mẹ, tuột tay Hima rơi xuống nước rồi nhanh chóng bơi đến chỗ Aim. Thật kỳ lạ vì Hima có thể bơi liền như vậy. Satsuo bế Hima khiến cô bé khó chịu dãy dụa liên hồi, sau đó òa khóc. Satsuo không ngừng khen ngợi khả năng bơi của Hima và còn dự đoán trong tương lai đứa trẻ này sẽ hoạt động trên toàn thế giới. Shin xuất hiện khoe bộ mông làm mẹ mắng cho một trận. Shin gọi chú Satsuo, Satsuo quay qua tự hào khoe cơ bắp chân của mình liên hồi. Aim giới thiệu tiếp theo là bài tập lắc lư trong nước với em bé của mình. Các mẹ đang thực hành lắc lư với con mình dưới hồ nước. Shin lúc này đang bơi ngửa tự do cùng chú Satsuo. Satsuo vừa bơi vừa giải thích để cơ thể của bạn trong nước chính là hình thức lý tưởng để hòa làm một với nước. Mẹ có vẻ hơi xấu hổ với kiểu trôi tự do này của Shin, bèn kêu dừng lại đi. Một em bé đang khóc, chú Aim lại bế cậu bé lên, cậu ta liền lập tức nín khóc vui vẻ trở lại. Hima nhìn thấy cảnh đó chợt nghĩ ra gì liền cũng bắt đầu òa khóc. Aim đi đến Hima mừng thầm trong lòng, hóa ra là Hima cố tình khóc để được chú Aim bế. Hima cũng biết thích trai đẹp lắm đó nha. Nhưng xui xẻo thay, chú Satsuo đã xuất hiện ngay trước mặt bế lấy Hima. Hima sợ hãi càng khóc lớn hơn. Hima lấy hết sức bay lên lao về phía Aim. Aim vội đỡ lấy, Hima nín khóc ngay lập tức. Mẹ đến bế lấy Hima và xin lỗi về sự nguy hiểm vừa rồi. Tay chú Aim bị thương rồi, chú hoảng hốt hét lên, cơ thể xinh đẹp của tôi có sẹo. Nói rồi chú liền chạy như bay đi bôi thuốc. Satsuo lại bế lấy Hima, khen cú lặn của Hima thật tuyệt vời, thật tỏa sáng như huy chương vàng trong tim. Hima nghe thấy thì bừng lên ngọn lửa quyết tâm trong ánh mắt. Shin thấy vậy cũng định cởi quần thể hiện quyết tâm của mình thì bị ăn ngay một chưởng u đầu từ mẹ. Tất cả những đứa bé khác lúc này cũng vậy, đều hừng hực quyết tâm cao độ. Shin lúc này đang lắc mông trong nước khen ngợi hồ bơi thật ấm. Satsuo thấy thế cũng lại làm theo, còn nói nó giúp tập cơ mông rất tốt. Tất cả đám trẻ cũng bắt đầu học theo lắc lư mông của mình dưới nước. Đã hết giờ rồi, chú Satsuo vội chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Satsuo đi rồi, Shin bỗng thấy nước trong hồ bỗng trở nên lạnh. Có vẻ là do nhiệt huyết hừng hực của chú Satsuo làm cho hồ bơi ấm đến như vậy.